Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Huga Huỳnh Official. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tôi nói khác là mình biết bay lên trời, chu xuống đất. Kết quả tối hôm đó đã bị một con bò vàng lớn trói vào trong núi. Con bò này lại biết nói tiếng người, bảo sẽ dạy tôi tu tiên. Năm đầu tiên tôi tu luyện kiếm pháp, thế lời biếng là ăn ngay một đạo thiên lôi và căn cơ. Con bò là để tôi tu luyện thể chất. Năm thứ hai tu luyện trận pháp, năm thứ ba tu luyện đàn đạo, năm thứ tư tu luyện y thuật thòng cài. Đã 8 năm trôi qua, tôi cứng rắn bị con bò vàng kia tu luyện tới tầng kim đan sơ kỳ. Sau đó con bò vàng dẫm lên mây tường vân bước đi, để lại tôi vô định nhân gian khóc không ra nước mắt. 8 năm anh biết 8 năm qua tôi đã sống như thế nào không? Con bò già chết tiệt, đừng để tao gặp lại mày, không thì nhất định cho mày biết tay. Tiêu Thuần phát tiết xong cảm xúc của mình, vội vàng cưỡi kiếm rơi đi. Đến trước cửa một căn biệt thự ở Thiên Hải Hoa Hạ, nhìn ngôi nhà quen thuộc, nước mắt Tiêu Thuần không kìm được tuôn trào. Bảo Bảo và em gái, các em vẫn ổn chứ? Anh đã về rồi. Tiêu Thuần gắng gượng ấn chuông cửa. Một tên đại ca xã hội béo phì mở cửa. Ăn mày hôi hám từ đâu tới đây, ăn xin mà dám tới tận cửa nhà ông đây, chắc là không muốn sống nữa, cút ngay cho ông. Nhìn thấy người mở cửa lại là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, trên người Tiêu Thuần lập tức bộc phát một trận sát khí. Nhà anh đây chẳng phải là nhà tôi sao? Tôi không thể nhớ nhầm được, môi trường quen thuộc này chính là nơi tôi đã sống 18 năm, cũng là nơi 8 năm qua tôi nhớ nhung dày dứt. Mẹ nó, mày vẫn chưa cút à? Cũng không đi hỏi han lung tung cửa nhà phi mạn, tao mà mày dám xông vào. Phi mạn vung nắm đấm tấn công, nhưng bị Tiêu Thuần chụp lấy. Anh đâu đâu đâu, vị đại ca này mau buông ra. Có gì từ từ nói, mau nói người ở căn biệt thự này trước kia đi đâu rồi. Không nói rõ ràng ta sẽ giết người. Anh nói là gia đình Tiêu tiên sinh phải không? Họ đã chết từ mấy năm trước rồi, căn nhà này chính là họ cầm cố cho tôi. Cái gì, ba mẹ tôi chết rồi ư? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ba mẹ tôi khỏe mạnh như vậy sao có thể chết được chứ? Trụ cột tinh thần sụp đổ, Tiêu Thuần tức giận đến mức đau tim, trên người lập tức bộc phát ra khí chàng mạnh mẽ. Phi mạng trực tiếp bị đánh bay vài 10 mét. Tôi chào, tôi ở Thiên Hải 20 mấy năm, lần đầu tiên thấy tên ăn mày hung dữ vậy. Phi mạn vội vàng bò đến trước mặt Tiêu Thuần. Đại ca, có gì từ từ nói. Tôi có tiền, anh nói con số đi, tôi lập tức đưa cho anh. Tiêu Thuần đá văng hẳn xuống đất, chân đạp lên ngực phỉ mạn. Mau nói rốt cuộc là chuyện gì. Đại ca, anh nói là gia đình Tiêu tiên sinh à? Tôi biết cũng không nhiều, chỉ biết 8 năm trước gia đình Tiêu tiên sinh hình như đứa con trai mất tích, sau đó họ mất tập trung kinh doanh công ty BC phá sản. Tôi còn tốt bụng cho vay tiền, giúp gia đình Tiêu tiên sinh vượt qua khó khăn. Sau này tôi đòi không được tiền mới chiếm lấy bất động sản này. Ngoài ra tôi thật sự không biết gì hết, họ chết như thế nào. Đại ca, cái chết của họ không liên quan gì đến tôi. Tôi tìm họ đòi nợ đều là lên cửa một cách hoa khí. 6 năm trước, đàn em của tôi như thường lệ lên cửa đòi nợ. Kết quả phát hiện bên trong đã không còn ai. Sau khi hỏi thăm nhiều nơi mới biết ông bà Tiêu đều chết vì tai nạn xe. Sau khi nghe xong lời của phỉ mạn, Tiêu Thuần như chết lặng, hai tay nắm chặt, phát ra một tiếng gầm tức giận bất lực, sau đó quỳ xuống đất khóc thảm thiết trước biệt thự. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ. Phi mạn lúc này mới hiểu ra, tên ăn mày quỳ khóc trước mặt chính là đứa con trai mất tích 8 năm trước của nhà Tiêu đại ca. Cái chết của cha mẹ anh thật sự không liên quan đến tôi. Thiên Hải là nhà Lý chính, họ luôn đàn áp công ty của cha mẹ anh có thể đi hỏi họ lý do. Tất nhiên tôi sẽ điều tra rõ ai hại chết cha mẹ tôi. Tôi nhất định sẽ bắt họ trả giá gấp 10 gấp trăm lần. Đúng rồi, em gái tôi đâu? Tiêu Thuần lại đạp chân lên ngực phỉ mạng. Đại ca đừng giết tôi, cầu xin anh đừng giết tôi biết em gái anh ở đâu. Tôi biết em gái anh ở Thiên Hải. Sau khi cha mẹ anh qua đời, có một vị quý nhân từ Thiên Hải đến, nói là bạn thân của cha anh. Cuối cùng chính ông ta đã đón em gái anh đi. Nghe đến Thiên Hải, Tiêu Thuần lập tức nghĩ đến người này. Ông ấy là chiến hữu của cha Tiêu Thuần, từng cùng trải qua sinh tử. Sau khi suốt năm hai người vẫn luôn là bạn thân nhất. Phỉ mạn, tôi sẽ điều tra rõ chân tướng cái chết của cha mẹ tôi năm xưa. Nếu như có liên quan đến anh, tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết. Tiêu Thuần tha cho phỉ mạn một mạng, quay người đi Thiên Hải tìm em gái. Đợi bóng dáng Tiêu Thuần biến mất, Phỉ mạn vội vàng lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Anh Lô Văn Ca, tôi là Phỉ Mạn, thằng con trai chết tiệt nhà Tiêu đã về rồi, chẳng phải chỉ là một tên phế vật biến mất 8 năm sao? Cần gì phải gọi điện cho tao, tìm người đưa nó đi đoàn tụ với cha mẹ nó đi, nhớ làm sạch sẽ một chút, đừng như năm đó để cảnh sát phát hiện manh mối. Vâng Văn Ca, nhưng thằng nhóc này trông có vẻ là tay cứng đấy, hôm nay suýt nữa đã cho tôi tàn phế rồi. Ha ha, tay cứng anh, tiểu gia ta thích nhất là chơi với tay cứng, chắc nó sẽ đến Thiên Hải tìm em gái, đến lúc đó tiểu gia ta sẽ chơi với nó một trận. Vâng vâng, đúng rồi Văn Ca, người bị anh để mắt tới chưa ai có thể sống sót rời khỏi Thiên Hải. Thôi đừng nịnh nữa, xong việc cút về đây ngay cho tao. Lúc này Tiêu Thuần đã đến trước biệt thự nhà Đường để gặp em gái, còn cắt tóc đặc biệt thay quần áo, không còn bộ dạng ăn mày nữa. Một lúc sau, một phụ nữ ăn mặc chỉnh tề mở cửa biệt thự. Cô là gì à? Tôi là Tiêu Thuần. Tiêu Thuần ư? Cậu là con trai của Tiêu Dương Sinh lão Trần lão Đường. Anh mau ra đây. Người phụ nữ lúc này hoảng loạn, vội vàng gọi to Đường Hải trong nhà ra. Chuyện gì vậy, làm ầm ĩ lên. Lão Đường, anh ấy nói anh ấy là Tiêu Thuần. Cái gì, cậu là thần à? Đường Hải lập tức xúc động nắm lấy hai tay Tiêu Thuần, nhìn kỹ bác Đường xin lỗi. Cháu đã về rồi, đúng là thần ơi thần của bác.
cuối cùng cháu cũng về rồi. Lương Hải trực tiếp ôm chầm lấy Tiêu Thần, xúc động đến đỏ cả mắt. Sau đó Tiêu Thần được nhiệt tình đón vào trong, Tiêu Thần kể sơ qua về trải nghiệm của mình. Mọi người cảm khái vạn phần, Tiêu Thần chuyện của cha mẹ cháu bác Đường xin lỗi cháu. Bác Đường bất lực không thể bảo vệ tốt họ. Bác Đường đây không phải lỗi của bác, cháu sẽ tự tin ra hung thú hại cha mẹ cháu. Con là người chết không thể sống lại. Điều quan trọng nhất của con bây giờ là sống tốt. Chỉ có như vậy cha mẹ con dưới suối vàng mới nhắm mắt được. Bác Đường không muốn con sống mãi với hận thù. Con hiểu không yên tâm đi bác Đường. Cháu hiểu đúng rồi bác Đường. Em gái cháu Tiêu Tâm Diên đâu? Nghe nói em ấy được bác Đường đón về phải không? Đúng vậy, phải sau khi cha mẹ con mất. Chúng bác đã đón Tâm Diên về, những năm này luôn chăm sóc như con của mình. Nhưng nó vẫn chưa thoát khỏi bóng ma năm xưa. Đi ra ngoài. Nói lại chuyện này, con bé cũng sắp tan học rồi. Hai anh em con cuối cùng cũng đoàn tụ. Em gái năm đó khi anh rời đi em mới vừa tròn 8 tuổi. Bây giờ chắc đã thành một cô gái lớn rồi. Nghĩ đến đây, trên mặt Tiêu Thần cuối cùng cũng có chút nụ cười. Ngay lúc này bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Cho đến khi Tiêu Tâm Diên mặc đồng phục trắng xuất hiện trước mắt, Tiêu Thần không kìm được rơi nước mắt. Tiêu Tâm Diên, người lạ đột nhiên xuất hiện trong nhà, sắc mặt đều thay đổi. Tâm Diên, anh trai về rồi, anh trai em có anh trai sao? Anh còn về đây làm gì? Em không có anh trai như anh. Tiêu Tâm Diên gạt tay Tiêu Thần ra, mắt tỏ hoe đi vào phòng mình, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, nhìn đứa em gái từ nhỏ đã thích nhất, chạy theo sau lưng mình chơi đùa, giờ đây lại ghét bỏ mình như vậy, trái tim Tiêu Thần như bị kiến cắn rứt. Xin lỗi em gái Tiêu Thần à. Hãy cho Tâm Diên một chút thời gian, nó sẽ tha thứ cho con thôi. Bác Đường, Tâm Diên nó ghét cháu là đúng. Là cháu có lỗi với nó. Những năm qua, cảm ơn bác Đường đã chăm sóc em gái cháu thay cháu. Đợi khi Tiêu Tâm Diên bình tĩnh lại, ba Đường và con gái, nhà Đường là Đường Tiểu Tiểu, giải thích lý do Tiêu Thần biến mất, mới khiến hai anh em hoàn hảo. Tiêu Tâm Diên định mua quần áo cho anh trai, nhưng Đường Tiểu Tiểu lại kéo Tiêu Thần đi mua sắm. Đối diện gặp phải hai bạn cùng thương chế giễu Tiêu Tâm Diên. Tiêu Tâm Diên, Đường Tiểu Tiểu, sao hai cậu cùng khoác tay một người đàn ông vậy? Không được à? Liên quan gì đến các cậu chứ? Hai cô gái nhìn thấy Tiêu Thần đẹp trai, nhất thời quên mất phản bác. Một cậu con trai bên cạnh lại nghiến răng nghiến lợi, khốn kiếp, tôi theo đuổi cô lâu như vậy, cô đã sớm là người của kẻ khác rồi. Tiêu Tâm Diên thấy Phó Kiệt tức giận trong lòng run lên, hai tay nắm chặt cánh tay mình. Tôi nói khác là mình biết bay lên trời chu xuống đất, kết quả tối hôm đó đã bị một con bò vàng lớn trói vào trong núi. Tôi cứng rắn bị con bò vàng ép tu luyện, đến tầng kim đan sơ kỳ mới trở. Thành phố 8 năm trôi qua, cha mẹ đã qua đời, người thân duy nhất chỉ còn em gái, kết quả còn có kẻ không mất dám bắt nạt em gái tôi, cẩn thận hắn là ai? Cô không phải nói không chấp nhận tôi theo đuổi, là vì bây giờ cô chỉ muốn chuyên tâm học hành sao? Vậy mà giờ cô lại khoác tay đàn ông khác, ý cô là sao? Đánh vào mặt tôi, Phó Kiệt à, Phó Kiệt liên quan gì đến anh chứ? Tâm Diên, nhà chúng tôi muốn khoác tay ai thì khoác. Tối nay, bọn tôi còn định theo anh đẹp trai này về nhà nữa hả? Cái gì Đường Tiểu Tiếu? Hai người các cô định làm đến mức này sao? Phó Kiệt tức giận nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Tâm Diên bị thái độ của Phó Kiệt dạ, muốn rút tay khỏi cánh tay Tiêu Thần, nhưng bị Tiêu Thần nắm chặt cút ngay đi, trước khi tôi nổi giận. Thằng nhóc mày gan lắm nhỉ? Có giỏi thì báo tên tuổi ra đây, mày còn chưa đủ tư cách biết tên tao. Chàng ngông cuồng vậy sao? Hai đứa bay lên cho tao, cho thằng nhóc này nằm biệt giường một tháng. Hai tên vệ sĩ lập tức vung nắm đấm lên. Chỉ nghe thấy hai tiếng bịch bịch vang lên, hai tên vệ sĩ đã ôm bụng lăn lộn trên đất. Đẹp, thằng nhóc này là cao thủ, chẳng lẽ còn là võ sĩ? Cho dù mình đấu với hai tên vệ sĩ cũng chưa chắc đã thắng được. Hào hán không ăn thiệt trước mắt, tốt nhất là về trước rồi tính cách xử thằng nhóc này. Võ giả nhà mình cũng đâu phải không có người. Mày chờ đó. Phó Kiệt chạy trốn một cách nhục nhã, hai tên vệ sĩ cũng chống đỡ nhau từ từ rời đi. Anh Tiêu Thần, anh trai em giỏi quá. Hai tên vệ sĩ vừa rồi đều bị anh đá bay, nếu không đứng gần chắc còn không nhìn thấy nữa. Đúng vậy, anh từ khi nào anh giỏi võ vậy? Mấy năm nay anh học được chút võ tự vệ, chẳng phải là để sau này bảo vệ tốt gia đình sao? Không sao rồi, chúng ta về nhà thôi, mê mong cảm ơn anh. Anh à, giờ em cảm thấy có anh ở bên, em không còn sợ gì nữa ha ha. Đúng vậy, em là em gái anh mà, sau này thế giới của em để anh bảo vệ, còn có em nữa. Tiêu Thần, anh trai, anh chỉ bảo vệ Tâm Diên thôi à? Chẳng lẽ không bảo vệ em sao? Tất nhiên cũng bảo vệ em rồi, em và Tâm Diên đều là em gái của anh mà. Hi hi, vậy thì tốt. Em gái à, anh muốn ngày mai đi thăm mộ ba mẹ được chưa anh? Em cũng lâu rồi chưa đi thăm mộ ba mẹ. Bây giờ họ được chôn ở Nghĩa Trang huyện. Sao tại sao không an táng ở quê anh à, tại chỗ hai bọn họ? Họ nói mấy năm đó ba mẹ vì tìm anh mà tiêu hết sạch gia sản, còn nợ rất nhiều nợ nần lãi cao. Năm đó những người đòi nợ đều tìm đến quê. Sau đó chú hai bác nói, ba mẹ đã làm mất mặt tổ tiên nhà Tiêu, không xứng vào từ đường nhà Tiêu. Tiêu Thần nghe vậy nhíu mày, siết chặt nắm đấm. Bọn khốn kiếp yên tâm đi Tâm Diên, sau này anh nhất định sẽ về quê xây cho ba mẹ một khu mộ hoành tráng để họ lá dụng về cội. Ai dám không cho ba mẹ vào tử đường nhà Tiêu, anh sẽ không tha thứ cho hắn đâu. Mê mừng tốt, đến lúc đó ba mẹ nhất định sẽ rất vui. Tối hôm đó mọi người đều về phòng ngủ, sau đó Tiêu Thần lén rời đi. Mục đích tối nay rất đơn giản, giết người. Đã điều tra rõ chưa thằng nhóc này lai lịch thế nào? Phó Thiếu, không tra được bất cứ thông tin gì về thằng nhóc này. Hình như là xuất hiện từ hư không vậy.
Tên khốn này nhắc đến Tiêu Thần. Phó Kiệt tức đến nghiến răng. Hôm nay hắn đặc biệt mời một võ giả ba phẩm từ nhà đến, một quyền có thể đấm thủng tấm thép cường ca. Đợi tôi tìm được thằng nhóc đó, hắn sẽ giao cho anh nhất định phải đánh cho hắn không xuống giường được, xem hắn còn dám giành gài với tôi nữa không. Phó thiếu yên tâm, đôi quyển sách này của tôi không biết đã đánh chết bao nhiêu tự kẻ. Cho là giao cho tôi là được rồi, Mimơ. Các người mau đi tìm đi, trước ngày mai tôi phải biết toàn bộ thông tin về hắn. Nghe nói các người đang tìm tôi à? Thằng nhóc tao tìm mày khắp nơi, không ngờ mày lại tự mình đưa tới cửa. Cứng cắt giao cho anh, người này chính là thằng nhóc tôi đang tìm. Anh cứ ra tay đi trên địa bàn của tôi, cho dù đánh chết hắn cũng không ai biết. Được nhớ điều kiện anh hứa với tôi. Yên tâm đi, hôm nay anh chỉ cần đánh hắn, tiểu gia tuyệt đối không thiếu anh một xu nào. Thằng nhóc đừng nói tao không cho mày cơ hội. Bây giờ mày chọn quỳ xuống dập đầu xin lỗi phò thiếu. Biết đâu phò thiếu nhân từ còn có thể tha cho mày một mạng. Tiêu Thần nghe vậy cười khinh bỉ. Phò thiếu đây chính là trợ thủ anh mời đến sao? Chỉ thấy Tiêu Thần bật 10 ngón tay, giọt rượu lập tức xuyên qua đùi Cường Ca. Ngay cả bức tường phía sau cũng bị xuyên thủng. Cường Ca quỳ trên đất kêu rên đau đớn. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Cường Ca rất rõ ràng. Chiêu vừa rồi nếu đối phương có ý muốn lấy mạng mình, có thể làm được dễ như trở bàn tay. Cường Ca, anh quỳ xuống làm gì? Hắn chắc chắn dùng thủ đoạn gì đó không thể lộ ra ngoài. Các anh đừng bị hắn lừa, làm sao con người có thể có sức mạnh này chứ? Mau giết hắn đi, anh không phải mang theo súng sao? Tôi không tin hắn còn có thể tránh được súng. Phó thiếu không được vô lễ với tiền bối, tôi khuyên anh tốt nhất nên quỳ xuống xin lỗi tiền bối. Nếu không họ của anh và cả nhà phó không gánh nổi đâu. Hư anh cường, mày chỉ là một con chó nhà phó nuôi thôi, bây giờ tạo ra lệnh cho mày lập tức giết hắn. Giết hắn là tự sát. Tiêu Thần lại chấm một giọt rượu bắn ra, xuyên thẳng qua tim Phó Kiệt. Anh vị đại ca này, chúng tôi và phó thiếu chỉ là bạn bình thường thôi, anh đừng giết chúng tôi. Chúng tôi hứa ra ngoài sẽ không nói gì hết. Tiêu Thần không để ý đến họ, đi đến bên cạnh anh cường đang quỳ trên đất, dứt khoát làm vậy chết không đáng tiếc. Cho đến khi bóng dáng Tiêu Thần biến mất trong phòng, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Mau báo cảnh sát, có người chết rồi, có người chết rồi, có quỷ. KTV Vân Trung nhanh chóng bị vây kín bởi xe cảnh sát. Thân thám đội trưởng dẫn theo mấy cảnh sát đến hiện trường. Anh đội trưởng, hắn là thiếu gia nhà giàu Phó Kiệt, ai dám giết con trai hắn trên địa bàn nhà phó, cũng quá to gan rồi. Cốc Phi Phi đi đến trước mặt Phó Kiệt, kiểm tra kỹ lưỡng một lượt, phát hiện trên người chỉ có một vết thương ở tim. Vết thương này do cái gì gây ra, không giống bị súng bắn. Nhanh chóng kiểm tra xem có đầu đạn không, tìm nhân chứng. Tôi nhất định phải đưa hung thủ ra trước pháp luật. Ngay lúc này, gia chủ nhà phó Phó Viễn Sơn cũng chạy đến, nhìn thấy thi thể con trai mình xinh ngất xỉu. Là ai giết con trai yêu quý của ta? Ta nhất định phải băm vào hắn ra. Phó gia chủ tôi vẫn còn ở đây, ông già nói muốn băm vào người ta trước mặt tôi. Đây hoàn toàn là không coi chúng tôi cảnh sát ra gì. Cốc đội trưởng hư không, ông nói cái gì? Từ khi nào đến lượt một tên đội trưởng nhỏ bé như cô chỉ tay năm ngón không tìm ra hung thủ giết con trai ta, lão phu sẽ cho tất cả các người vào ngục. Hả, ông nói gì cơ? Ông có gan nói lại lần nữa xem dám đe dọa cảnh sát. Tin hay không tôi bắt ông ngay bây giờ. Đội trưởng không thể bắt Phó Viễn Sơn được, ngay cả cục trưởng chúng ta cũng phải nể mặt ông ta ba phần. Hư kệ là ai, chỉ cần phạm tội rơi vào tay tôi, dù là thiên vương lão tử tôi cũng bắt không tha. Phó Viễn Sơn, nguyên nhân cái chết của con trai ông chúng tôi cảnh sát tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng, đưa hung thủ ra trước pháp luật. Chúng ta đi đưa thi thể về cục, giao cho pháp y khám nghiệm tử thi. Tất cả những người trong phòng tối nay đều đưa về thẩm vấn. Vâng đội trưởng. Sau khi các phi phi thu đội rời đi, Phó Viện Sơn tìm thấy camera giấu kín trong cái ti cháo, tra ra người giết con trai mình. Lão phu phải tin ra hắn trước cảnh sát, băm bằng hắn ra. Gia chủ người giết thiếu gia thực lực rất mạnh, tôi đoán hắn có thể là cao thủ tông sư. Cái gì tông sư hoa hạ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tông sư hoa hạ vô cùng hiếm có, hắn chỉ là một thanh niên trông có vẻ 20 mấy tuổi, sao có thể là cao thủ tông sư được? Tôi thấy các người sợ đến mất hồn rồi. Cho dù hắn tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không thể đột phá đạo võ chính tông. Tông sư gia chủ, người này chỉ bằng một giọt rượu bắn ra đã có thể xuyên qua đầu thiếu gia và xuyên qua tường. Thủ đoạn này ngoài tông sư gia còn ai có thể làm được? Dù sao Tả Phong tôi cũng không có bản lĩnh này. Gia chủ, tôn sư không thể nhục uy danh tông sư, không thể chống lại. Chúng ta nếu không đến vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng bao giờ trêu chọc một vị tông sư hóa hạ, nếu không nhà phó chúng ta sẽ gặp tai họa diệt môn. Sau khi nghe lời của Tả Phong, Phó Viễn Sơn nhíu mày chặt. Hư, cho dù hắn là tông sư hóa hạ thì sao? Giết con trai của Phó Viễn Sơn ta Phó Viễn Sơn không đội trời chung với hắn. Ta huynh chính là võ giả tám phẩm chân chính của hoa hạ, một người có thể đấu với cả đội đặc chủng. Ta huynh có nắm chắc giết được tên này không, mê mâu? Thật ra phó gia chủ tôi có lẽ không phải đối thủ của hắn, nhưng nếu tôi dẫn theo vài người cầm vũ khí hiện đại hạ gục hắn chắc không thành vấn đề. Tốt ta huynh, nếu huynh giết được tên này, ta Phó Viễn Sơn nguyện dâng lên gấp 10 lần tiền thù lao. Tôi bị một con bò chó lên núi tu tiên 8 năm, ngày đầu tiên trở về thành phố, đã có người muốn bắt nạt người thân duy nhất của tôi. Tôi trực tiếp đưa hắn lên tay thiên. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Thần đã gạt bỏ chuyện tối qua ra khỏi đầu. Đến tăng một vừa hay Đường Hải cũng ở đó. Chú Đường Hải chào buổi sáng. Chào buổi sáng thần thế nào? Mấy ngày nay ở chỗ chú Đường Hải có quen không? Mê mông khá tốt, lâu rồi không ngủ ngon như vậy.
Đúng rồi chú Đường, hôm nay cháu định dẫn em gái đi thắp hương cho ba mẹ. Mẹ mong được đấy. Cháu về rồi nên đi thắp hương một chút. Chìa khóa xe này cháu cầm lấy, sau này đi ra ngoài tiện hơn. Đường Hải đưa qua một chiếc chìa khóa xe, Tiêu Thần cũng không khách sáo nhận lấy, dù sao có xe cũng tiện hơn. Tiêu Thần, hồi đó cháu còn chưa tốt nghiệp cấp 2 đã bỏ học rồi, bây giờ tìm việc cũng không dễ. Chi bằng sau này cháu đến công ty chú làm việc đi, sau này chú ra rồi công ty này giao cho cháu quản lý. Cảm ơn chú Đường Hải, nhưng cháu không muốn quản lý công ty lắm. Nghe Tiểu Tiểu nói chú con mở một phòng khám đông y, hay là cháu đến phòng khám đông y phụ giúp đi. Thành à, phòng khám đông y này là một việc vất vả, nếu cháu không biết gì đến đó cũng chỉ làm học việc xay thuốc sắc thuốc thôi, cháu chịu được cái khổ đó không? Không sao đâu chú Đường Hải, mấy năm nay cháu ở trên núi cũng học được một ít kiến thức dược lý, biết đâu cháu còn có thể có chút thành tựu trong lĩnh vực y này. Được rồi, vậy cháu cứ đi thử xem, nếu thực sự không được cháu lại đến công ty chú Đường Hải. Đúng rồi Tiêu Thần phòng khám đông y nhà mình ở Thiên không Hải có tiếng tăm gì, nếu không phải chú bỏ giá cao mời được danh nhi đến phòng khám này sợ là sớm đã bị đối thủ đẩy ra khỏi Thiên Hải rồi. Cháu phải chuẩn bị tâm lý đấy, yên tâm đi chú Đường, cháu sẽ không làm chú bày vọng đâu. Đợi thắp hương cho ba mẹ xong với em mai gái, mai cháu sẽ đến phòng khám đông y báo sau danh. Sau bữa sáng, Tiêu Thần và em gái đến một nghĩa trang đổ nát. Nhìn ảnh ba mẹ trên bia mộ, nước mắt Tiêu Thần cứ thế tuôn rơi. Anh đã tưởng tượng vô số lần gặp lại ba mẹ, không ngờ lần gặp lại này lại là vĩnh biệt. Ba mẹ con bất hiếu, con đã về rồi con thể nhất định sẽ tìm ra kẻ hại ba mẹ. Con sẽ mang bằng chúng ra. Thắp hương cho ba mẹ xong, tâm trạng ba người đều vô cùng nặng nề. Vừa bước ra khỏi nghĩa trang, một chiếc xe sang đâm thẳng tới, suýt nữa đâm trúng ba người Tiêu Thần. Mấy người đàn ông mặc VC bước xuống xe, giả vờ hiếu thảo cái gì, thực sự hiếu thảo thì sao, lại trông người ở cái nghĩa trang hoang tàn. Ha ha, đúng vậy. Trần thiếu gia yên tâm đi, chúng tôi đã lấy được quyền sử dụng đất của nghĩa trang này rồi, từ mai tôi sẽ cho máy xúc đến san bằng chỗ này. Mima biệt thự Thanh Sơn là dự án quan trọng tập đoàn chúng ta đang phát triển, có nghĩa trang này ở đây chúng ta còn bàn giá cao thế nào được, tranh thủ dọn sạch đi, nhìn thấy là xui xẻo đi thôi. Tối nay sắp xếp cho các anh đi mà sấp Trần ông. He he he, được thôi Trần thiếu gia, nào nào mới lên xe, cẩn thận đụng đầu. Nghe được cuộc nói chuyện của mấy người, sắc mặt Tiêu Thần lập tức tối sầm lại, ngay lập tức chặn chiếc xe Mercedes CC. Anh thằng nhóc mày muốn chết à, cút ngay đi, đâm vào là tàn phế đấy, tao có tiền là được. Thấy Tiêu Thần không nhúc nhích, tài xế cũng là tay ly đòn nhấn ga một cái, xe lập tức lao thẳng vào Tiêu Thần. Anh mau tránh ra Tiêu Thần anh trai. Ha ha, anh không sao chứ? Tiêu Tâm Diên và Đường Tiểu Tiểu chạy tới kiểm tra hai tay của Tiêu Thần, thấy không hề bị chảy xước chút nào, kinh ngạc đến há hốc mồm. Anh không sao Tâm Diên à? Quen nói với em rồi, mấy năm nay anh ở trên núi còn học được chút võ thuật, sức khỏe khá tốt, các em đừng lo cho anh võ thuật ư. Em chưa từng nghe nói ai học võ mà có thể dùng tay không chặn xe, chuyện khó tin như vậy con người làm sao có thể làm được chứ. Tiêu Thần không giải thích thêm, đi đến bên cửa xe, một tay kéo Trần thiếu gia ra ngoài, nói xem ai đang nhòm ngó mảnh đất nghĩa trang này. Vị đại ca này tha mạng, chúng tôi là người của Vương thị tập đoàn, dự án biệt thự Thanh Sơn này là dự án mới nhất nhà Vương đầu tư ở Thiên Hải, định xây dựng thành thương hiệu biệt thự cao cấp. Nghĩa trang này ở đây chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá trị biệt thự, cho nên chúng tôi mới không liên quan gì đến tôi cả. Đại ca tôi chỉ là một quản lý dự án nhỏ thôi, lấy tiền làm việc. Anh đi tìm người nhà Vương đi, tôi không quyết định được. Đại ca hừ, một trong tứ đại gia tộc nhà Vương rất tốt nhỉ. Người nhà Lý đàn áp công ty ba mẹ tôi, người nhà Vương muốn đảo mồ ba mẹ tôi, xem ra tôi vẫn quá nhân từ rồi. Tiêu Thần cầm lên một tiếng, một cốc đá bay chiếc xe Mercedes cùng với người trong xe. Tôi tha cho anh một mạng về nói với nhà Vương, tối nay tôi sẽ tự mình đến tính sổ với họ, Vương đại ca tôi nhất định sẽ trả lời của anh. Cảm ơn đại ca đã tha mạng. Sau đó Tiêu Thần liền chở Tiêu Tâm Diên và Đường Tiểu Tiểu về nhà. Trên xe Tiêu Tâm Diên và Đường Tiểu Tiểu đến giờ vẫn chưa dám tin Tiêu Thần của họ, anh trai lại giỏi đến vậy, anh trai anh tu luyện võ thuật gì vậy, cảm giác rất lợi hại, da đồng thịt sắc. Em gái trên đời có rất nhiều người giỏi, chỉ là các em tạm thời chưa tiếp xúc thôi. Yên tâm đi, anh trai đánh giỏi như vậy, sau này ai bắt nạt các em cứ nói với anh trai. Dì Gai bảo bọn em chưa tiếp xúc chứ, huấn luyện viên tán thủ của trường bọn em, bọn em nghe nói một quyền của anh có ấy thể đấm thủng tấm thép dày 10 cm, anh có giỏi bằng anh ấy không, đạn còn bắn không thủng, vậy mà anh ấy dùng nắm đấm đấm thủng được, ha ha. Anh đúng là không bằng anh ấy, nắm đấm của anh căn bản không cần chạm vào tấm thép. Anh nhà anh nói họ còn dám đục vào mảnh đất nghĩa trang đó nữa không, hay là mình báo cảnh sát đi, họ chắc chắn là phạm pháp rồi. Yên tâm đi Tâm Diên à, anh trai sẽ không để bất cứ ai quấy rầy ba mẹ đâu. Nhanh chóng đến tối, lúc này Tiêu Thần đã đến trước cổng biệt thự bán sơn của nhà Vương. Ai vậy? Biệt thự nhà Vương, bên ngoài không được lại gần, mau cút đi. Trước cổng biệt thự có hai nhân viên bảo vệ, nhìn thấy Tiêu Thần đi về phía biệt thự lập tức lớn tiếng hăm dọa. Tiêu Thần không để ý đến lời cảnh cáo của hai người bảo từng vệ bước đi về phía họ. Muốn chết à? Hai người bảo vệ lập tức rút gậy công an ở hông ra lao về phía đầu Tiêu Thần, nhưng bị Tiêu Thần đánh bay. Vương Đức gia chủ nhà Vương nghe thấy động, dẫn theo mọi người ra xem tình hình. Mau bắt tên này lại cho ta, dám xông vào biệt thự nhà Vương, đánh người nhà ta là muốn chết. Nhanh chóng xuất hiện hơn 10 vệ sĩ mặc đồ đen cầm gậy và dao găm. Tôi khuyên các người đừng tự tìm đường chết, hôm nay ngoài người nhà Vương những người khác có thể rời đi, đừng nói tôi không cho các người cơ hội. Lên đi, cùng lên đánh thằng nhóc này. Hơn 10 vệ sĩ nghe lệnh của quản lý an ninh cầm vũ khí vây quanh tấn công Tiêu Thần, nhưng chỉ trong nháy mắt
10 người đã ngã gục hết xuống đất, không còn sức chiến đấu. Người cái này gì mạnh vậy? Quá. Vị bằng hữu này, đến nhà Vương mà ra tay đánh người nhà tôi, chắc không phải vô cớ chứ? Nói đi, anh muốn gì? Lúc này Vương Đức không thấu rõ Tiêu Thần, chỉ đoán Tiêu Thần là cao thủ vũ lực, mời cao thủ của nhà Vương đến bảo và vệ. Xung quanh biệt thự còn có nhiều vệ sĩ cầm thêm hai khẩu súng bắn tỉa, có thể giết Tiêu Thần bất cứ lúc tôi nào. Không muốn làm gì cả, hôm nay chỉ giết người không nói được à? Thằng nhóc, mày đừng có ngông cuồng, tưởng rằng nhà Vương hôm nay không giữ được mày à? Vương Đức vừa dứt lời, hai tên lính bắn tỉa liền một viên nổ súng. Bắn về phía trán Tiêu Thần, một viên bắn lúc về phía người tim Tiêu Thần. Sau tiếng súng, Tiêu Thần vẫn đứng đó mỉm cười. Bắn chặt rồi, đồ vô dụng cần vậy mà còn bắn chặt. Để tao sai người giết hai tên vô dụng này. Chưa kịp phản ứng gì, hai tên lính bắn tỉa kêu thét lên, chán họ đều găm một chiếc lá cây. Á ha ha ha, vị đệ đệ này, ta hình như hiểu rồi, nguyên nhân anh tìm đến nhà Vương là gì? Vì là kẻ thù nên giải quyết chứ không nên kết oán. Chúng ta cũng không có thù sâu, không cần phải đến nỗi giết chóc lẫn nhau đúng không? Tôi hứa với anh ở đây, không bỏ đó nhà Vương sẽ không động đến nữa, và sẽ bỏ tiền ra tu sửa lại, rồi tìm cách che đậy lại, anh thấy thế nào? Tôi bị một con bò chó lên núi tu luyện 8 năm, cha mẹ vì tìm tôi mà bị người ta hại chết. Bây giờ còn có người muốn đọc đến mộ họ, tôi trực tiếp đến nhà Vương ở Thiên Hải giết người. Đệ đệ à, ta hiểu nguyên nhân anh tìm đến nhà Vương. Vì là kẻ thù nên giải quyết chứ không nên kết oán. Chúng ta cũng không có thù sâu, không cần phải đến nỗi giết chóc lẫn nhau, đúng không? Tôi hứa với anh ở đây, khu mộ đó nhà Vương sẽ không động đến nữa, và sẽ bỏ tiền ra tu sửa lại, rồi tìm cách che đậy lại, anh thấy thế nào? Sau khi nghe lời Vương Đức, cơn giận của Tiêu Thần lập tức giảm đi một nửa. Chỉ cần không động đến mộ cha mẹ mình, tha cho nhà Vương cũng không sao. Hơn nữa nhà Vương này có thể xếp hàng một trong tứ đại gia tộc Thiên Hải, hoặc giả sau này còn có thể dùng đến. Vương Đức thấy Tiêu Thần không nói gì, tưởng rằng mình chưa thành tâm. Để Vương Đức, ta nguyện dâng lên 1 tỷ tiền hối lộ, chúng ta làm bạn nhé ơ cha. Tại sao chúng ta phải sợ hắn chứ ơ? Vương Tư Thành, thiếu gia nhà Vương vẫn đứng sau lưng Vương Đức, có vẻ không cam lòng. Con đã gọi cao thủ nhà Vương đến rồi, đợi họ tới xử lý thằng nhóc này chỉ là chuyện nhỏ. Hắn đánh nhiều người nhà Vương như vậy, con không thể nuốt trôi cục tức này. Nếu để các gia tộc khác biết nhà Vương chúng ta bị người ta đánh tận cửa, lại còn dùng tiền để nịnh nọt hắn, nhà Vương chúng ta còn làm sao đứng vững ở Thiên Hải? Giọng nói của Vương Tư Thành rất nhỏ, nhưng Tiêu Thần nghe rất rõ ràng. Anh đan hai ngón tay, một chiếc lá cây bên cạnh lập tức quấn quanh đầu ngón tay anh. Khí thương ngoại phóng, hắn là tông sư hòa hạ. Vương Đức vội vàng kiểm tra vết thương của Vương Tư Thành, thấy chỉ bị xước một vết trên mặt, trong lòng yên tâm hơn. Hy vọng nhà Vương các người nhớ lời hứa, nếu không Tiêu Thần, ta nhất định sẽ không để nhà Vương các người tồn tại. Nói xong, Tiêu Thần trực tiếp bước đi biến mất. Nhìn thấy cảnh này, Vương Đức càng khẳng định hơn, người này chắc chắn là tông sư hoa hạ. Khí thực bạch phát tạm thời phi hành đều là đặc kỹ của tông sư. Trời ơi nhà Vương, ta suýt nữa thành kẻ thù không đội chung với một vị tông sư hoa hạ. Nếu không kịp thời nhún nhường nịnh bợ, hôm nay nhà Vương sợ là phải gánh họa diệt môn rồi. Tư Thành có nên cảm tạ vị cao nhân này? Hôm nay tha cho con một mạng, đừng bao giờ có ý định trả thù. Cơn thịnh nộ của tông sư nhà Vương chúng ta không gánh nổi, hiểu chưa? Vâng vâng, con vẫn còn run sợ đấy cha ạ. Người này tuổi tác trong ngang ngửa với con, ai ngờ lại là cao thủ tông sư. Nếu biết trước cho con cả vạn cái gan, con cũng không dám khinh nhờn. Đúng rồi, người đó nói tên là Tiêu Thần, con mau sai người điều tra rõ nơi ở và thông tin của Tiêu Thiểu cũng như toàn bộ lý lịch, và thông báo cho người dưới quyền tuyệt đối không được động đến khu mộ đó, ai dám động vào sẽ chết. Vâng, cha con sẽ thông báo ngay. Sau khi tra ra địa chỉ của Tiêu Thiếu gia, 1 tỷ tiền con đã hứa với ông ấy phải gửi ngay, đây là cơ hội duy nhất để kết giao với ông ấy. Không không, 2 tỷ đi. 1 tỷ ăn rằng không đủ để vào mắt tông sư. Lúc này Tiêu Thần đã trở về biệt thự nhà Đường, nhìn thấy cảnh trong phòng, đột nhiên trong lòng mình vạn câu hỏi. Ai có thể nói cho tôi Tiêu Tâm Diên và Đường Tiểu Tiếu tại sao lại ngủ trên giường tôi? Mà tư thế ngủ của hai người thật là không thể nhìn nổi, ôm nhau chẳng chịt, miệng suýt nữa đã hôn nhau ủ. Nhìn họ ngủ say như vậy, ngày mai còn phải đi học. Tiêu Thần cũng không có ý định đánh thức hai người, trực tiếp tìm một chỗ trong phòng ngồi thiền, khởi động huyền thiên bí sáo. Sáng hôm sau, Đường Tiểu Tiếu là người thức dậy trước, mơ màng nhìn thấy trong phòng có một người đàn ông, liền hét lên một tiếng. Đường Tiểu Tiếu, sáng sớm mà có gì đó? Tiêu Thần anh trai, sao anh lại vào phòng của em và Tâm Diên? Nam nữ thụ thụ bất thân, dù anh rất đẹp trai nhưng em chưa chuẩn bị tâm lý đâu. Nghe vậy Tiêu Thần khóe miệng co giật. Anh trai, anh về lúc nào vậy? Tối qua bọn em đợi anh rất muộn, rồi không ngờ lại ngủ quên trên giường anh. Giường của Tiêu Thần anh trai à? Đường Tiểu Tiểu mới nhận ra mình đang ở trong phòng của Tiêu Thần. Hi hi, ở Tiêu Thần anh trai, lời nói vừa rồi anh đừng để bụng, em xin phép. Hóa ra tối qua sau khi chứng kiến năng lực của Tiêu Thần, hai người bàn luận cho rằng Tiêu Thần hiện tại là sát thủ, nên tối đến phòng xem anh có ở đó không. Không ngờ thật sự không có người đợi mãi nên ngủ quên. Sau khi ăn sáng, Tiêu Tâm Diên và Đường Thiểu Thiểu hai người cùng trực tiếp đi học, còn Tiêu Thần thì đến phòng khám đông y. Trạch nhân Đường Do, Đường Hải mở, cậu trai người bệnh đi tìm lương y bên kia. Đừng đừng chắn đường, ông là bác Lâu phải không? Tôi là Tiêu Thần, chú Đường Hải báo tôi đến đây. Ồ ra cháu là Tiêu Thần đấy à? Ha ha, vào vào,
Cậu trẻ tuổi à, Đường tổng đã báo với tôi rồi, nói là có người nhà sẽ đến trách nhân Đường phụ giúp, không ngờ lại là một chàng trai trẻ tuổi như cháu. Bác lâu quá khen, bác cứ bảo cháu làm gì thì làm, cháu làm hết, ha ha, làm sao được. Đường tổng đã dặn phải chăm sóc cháu thật tốt. Thế này đi, cháu cùng Tiểu Vân đi xay thuốc và pha thuốc đi. Bác lâu quay sang phía sau mấy người đang bận rộn gọi một tiếng. Một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi đáp lại, bác lâu có chuyện gì vậy? Em đang bận lắm. Tiểu Vân, anh qua đây. Bác lâu giới thiệu cho anh này tên Tiêu Thần, từ hôm nay con sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn anh ấy. Bác lâu, con còn chưa rõ lắm. Làm sao con hướng dẫn người khác được? Tiểu Vân, anh tài năng của con ai mà chẳng biết, về mặt pha chế thuốc chưa bao giờ sai sót. Con hướng dẫn anh ấy con cứ yên tâm. Còn anh Tiêu Thần đứng nhìn Tiểu Vân còn trẻ, cô ấy tốt nghiệp thạc sĩ đông y đàng hoàng, chỉ đến đây thực tập thôi. Nếu không phải Tiểu Vân còn quá trẻ thiếu kinh nghiệm, bây giờ hoàn toàn có thể ra khám bệnh rồi. Chào cô, tôi là Tiêu Thần, sau này nhờ cô nhiều nhé. Tiểu Vân nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Tiêu Thần bỗng đỏ bừng mặt, tim đập rất nhanh. Tiểu Vân làm gì mà ngần ra thế, hai người mau làm quen với nhau đi, rồi nhanh chóng bắt tay vào việc. Chào cô, tôi là Mộc Vân, anh cứ gọi tôi là Tiểu Vân. Được rồi Tiểu Vân. Tiêu Thần, tôi giao cho cô rồi đấy, mau dạy cho anh ấy như vậy, cô sẽ không quá vất vả thế này. Nhờ lúc rảnh cô có thể đi phụ lão Dịch khám bệnh. Cô không phải đã muốn làm trợ lý cho lão Dịch từ lâu rồi sao? Nghe được làm trợ lý cho lão Dịch, Tiểu Vân mừng rỡ. Cô ấy đến đây thực tập, thực ra là vì muốn được theo học lão Dịch, nhưng lão Dịch hiện đã không nhận đệ tử nữa, để được ở lại, Tiểu Vân đành phải chịu làm. Nhưng công việc lạc và chạy này chạy nọ, vương bác lâu con sẽ hướng dẫn Tiêu Thần thật tốt. Tiểu Vân vừa định dẫn Tiêu Thần đi quen với phòng thuốc, lúc đó có mấy người đàn ông bước vào, khiến một người phụ nữ có vẻ đau đớn. Ai là người quản lý ở đây? Bác lâu nhìn ra mấy người này không có ý tốt, vội vàng chạy ra cười hỏi, các vị đến khám bệnh phải không? Tôi thấy bệnh nhân này có vẻ rất đau đớn, hay để lương y xem qua trước đã. Hứa đừng nhiều lời, đây là bạn gái của một đồng hương tôi, chỉ vì cơn đau bụng hàng tháng mà đến đây khám, nhưng sau khi uống thuốc của các người thì đã đau mấy ngày rồi, chẳng thấy khá lên tí nào. Không uống thuốc cũng đau mấy ngày, uống thuốc cũng đau mấy ngày thì uống thuốc làm gì nữa. Các người phải làm cho cô ấy ngừng đau và đảm bảo những lần sau cô ấy sẽ không đau bụng nữa. Nếu không hôm nay bọn anh em tôi sẽ đập phá phòng khám này. Mấy người hăm dạ la hét trong phòng khám, khiến những người bệnh đều hoảng sợ. Đồ khốn, các người có rút ra không? Phụ nữ đau bụng vài ngày một tháng là bình thường mà, làm sao có thể đảm bảo cô ấy không đau nữa được? Ơ hay con đàn bà, con dám cãi lại à? Một người đàn ông giơ tay muốn đánh Tiểu Vân, nhưng vị lương y ngăn lại, đừng làm loạn để tôi xem cho cô ấy. Mấy ngày trước tôi mới kê đơn cho cô ấy, uống xong đau bụng thì chắc là sẽ dần dần khá lên. Các người có chuyện gì thì nói đi, đừng có vô cớ đánh người. Mày còn dám lên tiếng à? Được rồi mày xem đi, nếu không chữa được tao sẽ làm cho mày phải nghỉ tịt. Ngày đầu tiên tôi đến phòng khám trung y để làm việc, ta gặp phải sự cố gây rối. Người nhà dẫn đầu la hét rằng không chữa được bệnh thì phải chặt đứt đôi tay của bác sĩ. Bác sĩ Phương tiến lên kiểm tra một lượt, đưa ra kết luận của mình. Thưa cô, sức khỏe của cô rất tốt, chỉ cần uống đúng những loại thuốc mà tôi kê đơn, chắc chắn sẽ giảm được cơn đau và điều dưỡng cơ thể. Nếu bây giờ bụng cô thực sự đau dữ dội, tôi có thể kê thêm thuốc giảm đau cho cô. Nói xong thì cái thằng này, nói nửa ngày ông cũng không làm cho bụng cậu ta hết đau ngay được à? Tao thấy mày chỉ là một thầy lang, các anh em bắt lấy nó, tao muốn phế bỏ đôi tay của nó. Mấy tên đàn ông xoa nằm đấm chuẩn bị ra tay. Lưu Ba thấy tình hình, vội vàng chắn trước mặt Phương Chỉ Sinh. Các vị đừng vội động thủ, nói cái giá đi, chúng tôi trả tiền là xong chuyện được không? Ồ ha ha ha, lão gia ông có tiền à? Được 100 triệu. Lấy ra 100 triệu chúng tôi quay lưng là đi ngay. Nếu không loại lang băm hại người như các người anh em, chúng tôi một năm phải đập vài cân. Cái gì mà 100 triệu? Những người quản lý đều kinh ngạc tột độ. 1 triệu tuyệt đối không có, chúng tôi chỉ không muốn gây chuyện, nhiều nhất chỉ có thể lấy ra 50 triệu. Mày coi bọn anh em tao như ăn mày à? Anh em chúng tao tiêu một đêm còn không chỉ 50 triệu. Các anh em cho tao đập khoan đã, phòng khám có kim bạc không? Đám người đang hỗn loạn đột nhiên bị câu nói này của Tiêu Thần cắt ngang. Tiêu Thần đi đến bên cạnh cô gái kia kiểm tra một lượt, cô gái này không phải giả vờ mà là bị trúng độc. Nhìn qua có vẻ như có người cố ý ra tay. Thằng nhóc thối tha kia, bạn gái của anh em tao mà mày cũng dám sợ à? Lúc này Tiểu Vân mang một bộ kim bạc đến, Tiêu Thần châm vài kim lên đầu vào bụng cô gái, cho đến khi kim cuối cùng được cắm xuống, cô gái nôn ra một bụng máu đen, sau đó sắc mặt lập tức hồng hào trở lại, nét mặt cũng không còn vẻ đau đớn. Mấy người dẫn cô ta đến thấy vậy đều kinh ngạc, không phải nói không ai phát hiện ra sao? Nhanh đi nhanh đi, mấy người dẫn theo cô gái hoảng loạn bỏ chạy. Mọi người trong phòng khám đều nghi hoặc Tiêu Thần, chuyện này là sao vậy? Cô ta trúng một loại chất độc mãn tính, trong thời gian ngắn không gây tổn hại lớn cho cơ thể, chỉ khiến người ta đau bụng dữ dội. Việc khống chế loại thuốc độc này chỉ gây đau bụng cho người ta. Người này chắc cũng là một cao thủ trung y, xem ra có người cố ý dùng chuyện này gây phiền phức cho phòng khám chúng ta. Nếu lão phu đoán không nhầm, bọn chúng có lẽ được phòng khám đồng nhân Đường đối phải diện. Tới phòng khám của họ sắp khai trương, muốn làm mất danh tiếng của trại nhân Đường ta chúng. Vào lúc này đồng nhân Đường đê tiện thật, chuyện này là sao vậy ông Tiêu Thần? Cậu mới đến nên chưa biết khu thương mại sang trọng nhất đối diện đồng nhân Đường sắp khai trương, họ vẫn luôn tìm mọi cách muốn mời Dịch tiên sinh sang bên đó khám bệnh. Đã đưa ra mức thù lao khám bệnh một ngày là 100 triệu lẻ một, cái giá trên trời cho Dịch tiên sinh, nhưng vẫn bị Dịch tiên sinh từ chối.
Chính vì vậy tranh nhân đường của chúng ta đã trở thành cái gai trong mắt họ. Trước đây tranh nhân đường của chúng ta ở Thiên Hải, ngày nào mà chẳng đông nghịch khách, 7-8 vị đại phu đều bận không xuể. Giờ đây công khai và ngầm đã bị họ cướp mất mấy vị đại phu rồi. Hiện tại trạch nhân đường chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào một số khách hàng để gắng gượng duy trì. Nếu Dịch tiên sinh cũng bị họ cướp mất nữa thì thương hiệu lâu đời hơn 10 năm trạch nhân đường của chúng ta em là sẽ bị đẩy hẳn ra khỏi Thiên Hải mất. Yên tâm đi Lưu Bá, tôi sẽ không để trạch nhân đường của Đường biến mất đâu. Còn có tấm lòng đó là tốt rồi. Đồng nhân đường là sản nghiệp của nhà họ Lý, chúng ta không đấu lại họ đâu. Lý gia cũng đầu tư vào loại hình kinh doanh nhỏ như phòng khám này. Tiêu Thần à, cậu đừng coi thường phòng khám trung y, nếu làm ra được danh tiếng và uy tín sẽ rất có lợi cho công ty của họ. Thì ra chính là dựa vào công ty dược phẩm mà khởi nghiệp. Hơn 80% dược liệu trung y ở Thiên Hải đều nằm trong tay Lý gia. Những năm gần đây họ còn bố trí nghiên cứu tây dược, sản xuất tiêu thụ và cả lĩnh vực chip cũng có chỗ đứng của Lý gia. Cho nên xét về mặt ý nghĩa chiến lược, đồng nhân đường chính là bảng hiệu dược liệu của nhà Lý họ chắc chắn sẽ rất coi trọng. Lý gia đại thiếu gia Lý Hưu Văn đã đến tìm Dịch tiên sinh mấy lần rồi, đều bị Dịch tiên sinh vô tình từ chối. Hơn nữa chỉ cần Dịch tiên sinh khám bệnh, Lý Hưu Văn nhất định sẽ còn đến mời. Vừa hay chuyện của cha mẹ, không biết bắt đầu điều tra từ đâu. Vậy thì bắt đầu từ tên Lý Hưu Văn này đi. Trong cục công an thành phố Thiên Hải, Cốc Phi Phi lúc này vẫn đang cầm báo cáo khám nghiệm tử thi của Phục Tiết. Bỏ tay bỏ chân rốt cuộc là thứ gì đã xuyên qua đầu anh? Hiện trường không tìm thấy bất kỳ hung khí nào, chẳng lẽ là không khí xuyên qua đầu anh sao? Cốc đội trưởng đã điều tra ra rồi, người này tên là Tiêu Thần, 15 trước ta báo mất tích. Chúng tôi đã so sánh rất lâu hình ảnh để lại trên camera giám sát, mới đào được anh ta ra. Tiêu Thần rất tốt. Lập tức phong tỏa toàn bộ tin cho tôi ra anh ta. Dám giết người trên địa bàn của tôi, thật cho rằng tôi cổ thần là đủ chắc? Gia chủ đã điều tra ra, kẻ giết hại hai thiếu gia tên là Tiêu Thần, nguyên nhân chính là vì một cô gái và hai thiếu gia vẫn luôn thích, tên là Tiêu Tâm Diễm, là em gái của tên Tiêu Thần này. Khốn kiếp, chỉ vì thích em gái của hắn thôi, tại sao lại giết ta chứ? Nói với Tạ Phong, bắt em gái của hắn xem hắn có dám không xuất hiện. Giết cả hai người bọn chúng để chôn cùng con trai ta. Buổi chiều tan học, Tiêu Tâm Diễm và Đường Tiểu Thiếu vừa đùa giỡn, vừa đi trên đường về nhà, đột nhiên một chiếc xe va lao tới, mấy tên đàn ông lực lượng kéo Tiêu Tâm Diễm lên xe. Nếu không muốn hắn chết, thì bảo Tiêu Thần trước khi trời tối phải đến tay. Ngoại cương thiết xưởng. Nhìn chiếc xe van biến mất trước mắt mình, Đường Tiểu Thiếu hoảng loạn, vội vàng báo cảnh sát và gọi điện cho Tiêu Thần. Tiêu Thần nhận được tin, lập tức chạy đến tay ngoại cương thiết xưởng. Tào Phong dẫn theo một đám vệ sĩ có súng tạm thời đang chờ ở đó. Trên mặt Tiêu Tâm Diễm còn vết đỏ, người đã bất tỉnh. Đồ khốn nạn, tao muốn tụi bay chết hết. Bắn đi, mau bắn đi, vô số viên đạn lao về phía Tiêu Thần. Khoảng cách gần như vậy, nhiều súng như vậy, cho dù ngươi là tông sư cũng chắc chắn phải chết. Lúc này những viên đạn bắn ra lại đều dừng lại giữa không trung, một tấm màn sáng màu vàng chặn lại tất cả đạn. Tiêu Thần vung tay ngược lại, những viên đạn xung quanh vội vàng bay ngược trở lại. Các vệ sĩ bị bắn thành tổ ong. Tạ Phong cũng trúng nhiều phát đạn. Ngươi là người gì? Ngươi không phải tông sư. Ngươi tuyệt đối không phải tông sư. Ta đã thấy qua thủ đoạn của tông sư. Ngươi là người hay là quỷ? Đừng giết ta. Cầu xin ngươi đừng giết ta, là Phó Viễn Sơn phải ta đến. Có ngươi đừng giết ta. Tiêu Thần nắm lấy cổ hắn, nhấc bổng cả người Tạ Phong lên. Ta không phải người cũng không phải quỷ, ta là thần. Tiêu Thần một mình đầu thắng. Hơn 10 vệ sĩ có súng đạn thật, dặn em gái và Đường Tiếu Tiếu về nhà. Nhìn vết đỏ trên mặt em gái, cơn giận trong lòng Tiêu Thần lại bùng lên. Ta đã nói nếu còn dám làm tổn thương người bên cạnh ta, ta sẽ không tha cho các ngươi. Em gái ngủ một giấc đi, ngày mai tỉnh dậy sẽ không còn chuyện gì nữa. Bên trong tay ngoại cương thiết xưởng, sau khi nhận được báo án, Cốc Phi Phi lập tức dẫn đội đến. Những xác chết nằm la liệt bên trong. Cô ta nhíu mày. Đội trưởng, chúng tôi đã kiểm tra kỹ, tổng cộng có 16 nạn nhân, trong đó có một người quen. Là ai? Người nhà họ Phó, trước đây vẫn luôn theo sát Phó Viễn Sơn. Tả Phong võ giả tám phẩm, Hà võ giả tám phẩm gì cơ? Mau dẫn tôi đi xem. Cốc Phi Phi đi đến bên xác Tả Phong kiểm tra một hồi. Người này đúng là Tả Phong, đã theo Phó Viễn Sơn nhiều năm rồi. Trước đây cũng từng gặp mặt anh ta, nhưng anh ta là võ giả tám phẩm, ai có thể giết được anh ta, chẳng lẽ là tông sư? Sự việc này càng phức tạp, để lại vài người tiếp tục xử lý hậu sự, những người khác theo tôi rút lui. Lúc này Cốc Phi Phi có một suy nghĩ táo bạo. Nhà họ Phó gần đây liên tục gặp chuyện, tất cả mũi nhọn đều chỉ về một người, đến Tiêu Thần. Lúc này trong biệt thự nhà họ Phó, Phó Viễn Sơ liên tục gọi điện cho Tả Phong, nhưng điện thoại mãi không thể kết nối, khiến Phó Viễn Sơ lúc này ngồi không yên. Bố cứ yên tâm đi, Tả Phong dẫn theo nhiều người như vậy, lại cầm súng máy tiên tiến nhất để đối phó Tiêu Thần, hôm nay hắn chắc chắn phải chết. Người nói chuyện là đại thiếu gia nhà họ Phó đến Phó Siêu. Siêu trong lòng bố có cảm giác bất an. Tả Phong đã theo bố 7-8 năm rồi, chưa bao giờ mất liên lạc. Bố lo anh ta em này đã gặp chuyện không may rồi. Siêu con, mau dẫn người nhà và phụ nữ trẻ em chạy trốn đi, trốn càng xa càng tốt. Bố có phải lo xa quá không? Biệt thự nhà họ Phó chúng ta như đồng thành sắt, con không tin có ai có thể xông vào giết người. Ông Siêu, con cứ nghe lời bố đi. Tên Tiêu Thần này, nếu hôm nay có thể thoát khỏi tay Tả Phong thì chứng tỏ hẳn đúng là tông sư, không nghi ngờ gì nữa. Nhà họ Phó tầm thường của ta lấy gì chống lại con thịnh nộ của tông sư chứ? Đúng rồi Siêu, con mau báo cảnh sát, nói là nhà họ Phó chúng ta cần sự bảo vệ của cảnh sát. Phó Siêu vội vàng gọi điện đến đồn cảnh sát. Sau khi nhận được lệnh, cà phê rất ngạc nhiên, nhà họ Phó lại muốn tìm sự bảo vệ của cảnh sát, đây có là chuyện mới lạ? Đúng vậy,
Nếu kẻ giết người thật sự là Tiêu Thần, hắn rất có thể sẽ đến nhà họ Phó gây rối. Nay mọi người mau tập hợp đội năm, lập tức tiến đến biệt thự nhà họ Phó mai phục. Nếu Tiêu Thần dám xuất hiện, lập tức bắt giữ hắn. Điều họ không ngờ tới là Tiêu Thần đã đến bên ngoài biệt thự nhà họ Phó. Tiêu Thần nhanh chóng bay về phía biệt thự, các vệ sĩ không hỏi thân phận trực tiếp nổ súng phản kích. Đột nhiên một luồng sáng chói lạ lóe lên, các vệ sĩ trực tiếp bị kiếm khí đánh bay. Tiêu Thần cũng đã đến trước mặt Phó Viễn Sơn. Tiêu Thần, người đã giết con trai ta, lại còn giết nhiều người của chúng ta như vậy, ngươi chỉ cần rời đi ngay bây giờ nhà họ Phó, chúng ta sẽ bỏ qua cho ngươi được không? Tiêu Thần nghe xong bèn cười vung tay phải, lại có hơn 10 vệ sĩ bị chém gục, anh chân khí phóng ra ngoài. Giết người từ xa, hắn thật sự là tông sư. Nhìn thấy cảnh này, mọi người nhà họ Phó hoàn toàn sụp đổ. Phó Siêu vội vàng quỳ xuống trước mặt Tiêu Thần, cầu xin tha thứ. Cao nhân bắt cóc em gái ngài toàn là ý của ông ta, tôi hoàn toàn không tham gia. Hơn nữa tôi và Phó kia không hợp nhau, ngài giết hắn đúng là hợp ý tôi. Tôi bây giờ lập tức thể cắt đứt quan hệ với nhà họ Phó. Cầu xin ngài đừng giết tôi, đừng giết tôi. Phó Siêu, mày đúng là một con súc sinh. Sao tao lại sinh ra một thằng con không có khí phách như mày chứ? Tiêu Thần giơ tay, một luồng sáng vàng xuyên qua giữa lông mày Phó Siêu. Anh ta đã nói, nếu các ngươi còn dám động đến người bên cạnh ta, ta sẽ không tha cho các ngươi. Tại sao các ngươi cứ không chịu nghe chứ? Còn muốn giết em gái ta, các ngươi đã thành công chọc giận ta rồi. Phó Viễn Sơn nhìn thấy đứa con trai duy nhất của mình ngã xuống trước mắt, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Tiêu Thần, người đáng chết, người đáng chết, ta nhất định phải giết ngươi, giết cả nhà ngươi. Đúng lúc Tiêu Thần định kết liễu Phó Viễn Sơn thì từ dưới núi chuyển đến tiếng còi cảnh sát. Ha ha, Tiêu Thần, cảnh sát đến rồi, ngươi dám giết ta trước mặt cảnh sát sao? Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần qua đêm nay người ta mời sẽ đến lúc đó bất kỳ ai liên quan đến ngươi, ta muốn tất cả bọn họ phải chết. Đừng nói là cảnh sát đến cho, dù ngươi mời tất cả tông sư của Hoa Hạ bảo vệ tính mạng của ngươi, ta Tiêu Thần đã nhận định rồi. Tiêu Thần vung tay lần kiếm thuật khiến súng bay lên, tất cả mọi người trong biệt thự đều bị thanh trừng. Khi có Phi Phi đến, bóng dáng Tiêu Thần vừa vặn biến mất trong màn đêm. Nay vừa rồi bên kia các anh có thấy một bóng người không? Không có đâu, đội trưởng bên trong, tiếng súng đã dừng rồi, chúng ta có nên xông vào không? Không có, chẳng lẽ mắt tôi hoa rồi sao? Thôi bỏ đi, xông vào, đi vào trong biệt thự. Ngay cả Cốc Phi Phi vốn đã quen với cảnh tượng lớn cũng còn thấy rùng mình. Vô số người nằm trên đất, còn có người đang kêu la đau đớn. Cốc Phi Phi đi đến trước mặt một vệ sĩ bị gãy hai chân. Là ai làm? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh mau nói cho tôi biết. Ma quỷ à, thần tiên đừng giết tôi, đừng giết tôi, rõ ràng người này đã bị dọa điên rồi. Cốc Phi Phi tức giận nghiến răng nghiến lợi, đưa hết đi bệnh viện. Thẩm vấn từng người lấy được lời khai, tôi không tin không có một người bình thường nào. Phong tỏa biệt thự, đừng để tin tức lộ ra ngoài, nếu không tôi sợ trước đội trưởng này cũng đến đâu rồi. Cốc đội trưởng, anh có thể nói cho tôi biết cô đã làm sai điều gì không? Tôi sắp về hưu rồi, cô định đưa tôi vào ghế chạm mà. Xin lỗi giám đốc Sáu, tôi nhất định sẽ sớm bắt được hung thủ. Đừng, ngàn vạn lần đừng nói xin lỗi tôi, là tôi xin lỗi cô mới đúng. Cầu xin cô Cốc hãy nhanh chóng bắt được hung thủ đi. Nguyên cả một gia tộc bị diệt sạch, tôi đã ở cái tuổi này rồi, chỉ muốn an nhàn sau khi về hưu thì đi cầu cả các thứ. Đừng đùa với tôi như vậy được không? Cô cứ phá án đi, tôi sẽ ủng hộ cô hết mình. Nếu vụ này xử lý không tốt, toàn bộ lãnh đạo cấp cao thành phố Thiên Hải, chúng ta sẽ phải đại thanh trừng. Đừng nói là cô và tôi, cho dù là người đứng đầu cũng không thoát được. Vâng, giám đốc, tôi nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Ngày hôm sau, Tiêu Tâm Diễn nhất quyết không muốn đi học, liên cùng Tiêu Thần đến phòng khám trung y. Không ngờ vừa hay gặp thánh thủ trung y Dịch Trường Phong đến phòng khám. Hey, Dịch tiên sinh, hôm nay ngài khám bệnh sao? Bệnh nhân của ngài đã hẹn đến tận năm sau rồi. Không, hôm nay lão phu không khám bệnh, hôm nay ta sẽ cùng các ngươi nghiên cứu một ca bệnh, vừa hay xem các ngươi những người trẻ tuổi có ý tưởng mới lạ gì không. Ông tiếc quá. Dịch Trường Phong ngồi xuống, mọi người trong phòng khám cũng lấy ghế, người vây quanh Dịch Trường Phong. Bệnh nhân là một cụ già khoảng 60 tuổi, lúc trẻ thường xuyên tham quân ở bên ngoài, có công lao to lớn để Hoa Hạ trở thành đất nước hùng mạnh như bây giờ. Ông ấy là một cụ già đáng kính, tôi rất muốn chữa khỏi bệnh cho ông ấy, nhưng mà tôi đã trả hết tất cả các ca bệnh, nghĩ hết tất cả các cách đều không tìm ra nguyên nhân bệnh, các thiết bị y tế hàng sao cũng vậy đều không tìm ra nguyên nhân bệnh. Còn về triệu chứng thì thường xuyên mê man, trạng thái nửa hôn mê, đến tối thì bắt đầu đau đầu, trong mắt xuất hiện ảo giác, nói là trong phòng có thứ không sạch sẽ. Triệu chứng này kéo dài đã 3 tháng, nghĩ đủ mọi cách hiệu quả đều rất nhỏ, thậm chí còn mời cao nhân đến nhà trừ tà cầu phúc cũng không có tác dụng. Lão phu dự đoán nếu vẫn không tìm ra nguyên nhân bệnh, cụ già sẽ không trụ được bao lâu nữa, nhiều nhất là nửa tháng. Nghe xong lời Dịch tiên sinh, mọi người đại đoàn ra người. Mà Dịch tiên sinh nói là ai rồi? Mục Trưởng Minh, nguyên soái quân khu Hoa Hạ, anh hùng trấn thủ Hoa Hạ mấy 15. Đã xem đến cuối video rồi, các bạn còn ngần ngại gì mà không cho mình một like, một share và một đăng ký kênh, và đừng quên bình luận về bộ phim mà các bạn muốn mình là tiếp theo nhé.